đến nay căng thẳng ở trung đông vẫn chưa có một chỉ dấu hạ nhiệt xung đột ngày một cao trào Israel phát lệnh sơ tán khẩn ở bắc giải gaza chuẩn bị hành động với hỏa lực cực lớn trong khi đó tổng thống ebrahim raisi tuyên bố sẽ tiêu diệt israel nếu iran bị tấn công đáng chú ý iaea cảnh báo iran chỉ mất vài tuần để chế tạo bom hạt nhân tại chiến trường Đông Âu, Nga tung toàn bộ kho vũ khí, công phá loạt cứ điểm miền đông Ukraine. Tình hình nguy cấp, liệu Kyiv sẽ ký mọi thứ mà Nga yêu cầu? Cùng lúc đó, rộ tin, cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine bị bắt, thực hư ra sao? Diễn biến khác, Mỹ-Nga đối đầu tại Liên Hiệp Quốc về vũ khí hạt nhân trong không gian. Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo không đối đất tầm ngắn. Em gái ông Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên sẽ xây dựng sức mạnh quân sự áp đảo. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến xung đột sục sôi ở giải Gaza cùng những tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Ngày 23 tháng 4, Israel đã ra lệnh cho người dân thành phố Belahia ở phía bắc dãy Gaza sơ tán khẩn cấp trước một cuộc tấn công dữ dội mới được lên kế hoạch trong khu vực này. Reuters cho hay trên mạng xã hội X, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF Avijay Adres đã đăng thông báo bằng tiếng Ả Rập. Có nội dung, các bạn đang ở trong vùng chiến sự nguy hiểm, vì sự an toàn hãy sơ tán ngay lập tức. Theo ông Ajee, quân đội Israel sắp có kế hoạch hành động với hỏa lực lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của phiến quân trong khu vực. Trước đó cùng ngày, Reuters đưa tin theo người dân và truyền thông Hamas, đêm 22 tháng 4, xe tăng quân đội Israel đã thực hiện cuộc tấn công mới ở Đông Bethlehem nằm ở rìa phía bắc của dãy Gaza, mặc dù không tiến sâu vào thành phố này. Cuộc tấn công đã lan tới một số trường học nơi những người đi sơ tán đang trú ẩn. Hoạt động pháo kích dữ dội còn tiếp diễn vào sáng 23 tháng 4 vào các khu vực như Zaitun, một trong những vùng ngoại ô lâu đời nhất của thành phố Gaza. Người dân cho hay đã xảy ra ít nhất 10 cuộc tấn công dọc theo con đường chính ở đây. Cuộc tấn công diễn ra sau khi bốn quả rocket được phóng từ Gaza về phía thành phố Sderot, miền nam Israel, kích hoạt còi báo động không kích nhưng không gây thương vong. Không quân Israel xác định các rocket đều xuất phát từ các vị trí khai hỏa ở phía bắc Gaza. Trong khi đó, tổng thống Iran Ebrahim Raisi mới đây cảnh báo sẽ hủy diệt Israel nếu nước này cố gắng tấn công Iran một lần nữa. Nếu Israel tiếp tục phạm sai lầm và tấn công Iran, sẽ làm thay đổi hoàn toàn tình hình. Israel sẽ không còn gì cả và cũng không rõ liệu Israel sẽ còn tồn tại hay không. RT trích lời tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói vào hôm 23 tháng 4 trong chuyến thăm Pakistan đề cập căng thẳng gần đây giữa Iran và Israel. Ông cũng nói thêm rằng Tehran đã trừng phạt Israel vì vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, vi phạm mọi chuẩn mực của luật pháp quốc tế, thông qua cuộc tấn công lớn gần đây vào Israel. Tuy nhiên, phía Tel Aviv chưa bao giờ chính thức thừa nhận cuộc không kích ngày 1 tháng 4 vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria, khiến 7 sĩ quan cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo thiệt mạng. Vào hôm 19 tháng 4, Israel đã thực hiện cuộc tấn công trả đũa có giới hạn nhằm vào nhiều địa điểm ở gần thành phố Isfahan của Iran. NBC News dẫn nguồn tin cho biết, trong cuộc tập kích này, Israel đã phóng 3 tên lửa đạn đạo vào Iran nhưng không gây ra thiệt hại lớn. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian cho biết không có thiệt hại từ cuộc tấn công của Israel. Hãng thông tấn nhà nước Iran Irib thông tin tại một số tỉnh của nước này cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt các cơ sở hạt nhân ở tỉnh Isfahan hoàn toàn an toàn. Trong chuyến thăm Pakistan, ông Raisi khẳng định Iran sẽ tiếp tục tự hào bảo vệ những người dân bị áp bức ở Palestine. Tổng thống Raisi cũng tố cáo Mỹ và toàn bộ phương Tây là những bên vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất, chỉ ra sự ủng hộ của họ đối với hành vi quân sự tàn bạo của Israel ở Gaza. Đến nay, hơn 34.000 người Palestine ở khu vực này đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel. Đáng chú ý, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc vào hôm 23 tháng 4 cảnh báo Iran sẽ chỉ mất vài tuần để có đủ nguyên vật liệu làm giàu uranium để chế tạo bom hạt nhân. Ông cũng nhấn mạnh hoạt động của Tehran cùng với việc hạn chế quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân đã gây bất ngờ. Tuy nhiên, trong một báo cáo được công bố trên Deutsche Welle vào hôm 22 tháng 3, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Mariano Gossi lưu ý rằng việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran là điều không nên làm, ông Crossing nhấn mạnh, Iran chỉ còn vài tuần, không phải vài tháng để có đủ iranium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Iran đã hoặc sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân trong khoảng thời gian đó. Việc sản xuất một đầu đạn hạt nhân đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau, độc lập với quá trình sản xuất vật liệu phân hạch. Ông khẳng định rằng, mục tiêu hạt nhân của Iran chỉ là một suy đoán nhưng chỉ trích nước này vì hoạt động làm giàu uranium, gây nên sự lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, quan chức Liên Hiệp Quốc còn cho rằng vẫn còn những thách thức chưa thể giải quyết liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm việc phát hiện uranium đã được làm giàu tại những địa điểm không thể đoán định. Ông Grossi lưu ý, một phái đoàn IAEA sẽ sớm có mặt tại Iran trong thời gian tới. Trong một diễn biến liên quan khác, Lầu Năm Góc đã đưa ra tuyên bố cứng rắn sau các cuộc tấn công của lực lượng dân quân thân Iran nhằm vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria. Cụ thể, phát biểu trong cuộc họp ngày 23 tháng 4 theo giờ địa phương, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Patrick Ryder cho biết, các nhóm dân quân thân Iran đã tiến hành hai cuộc tấn công không thành công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Theo tướng Ryder, đây là cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở của Liên minh kể từ ngày 4 tháng 2, khiến Liên minh và nhân viên Iraq gặp nguy hiểm. Người phát ngôn Lầu Năm Góc kêu gọi chính phủ Iraq thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria trước các cuộc tấn công từ các nhóm dân quân thân Iran. Tướng Ryder nhấn mạnh, nếu những cuộc tấn công này tiếp tục, chúng tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ lực lượng của mình như chúng tôi đã làm trong quá khứ. Trước đó, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết lực lượng Mỹ tại một căn cứ ở miền Tây Iraq đã bị nhắm mục tiêu sau hơn 2 tháng tạm dừng. Nguồn tin trên xác nhận, việc căn cứ không quân Al-Assad đã bị tấn công vào hôm 22 tháng 4, nhưng không gây thương tích hay thiệt hại. Đây là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ ngày 4 tháng 2. Quân đội Mỹ ở Trung Đông đã bị tấn công nhiều lần kể từ giữa tháng 10 2023, nhưng chu kỳ tấn công bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái và các cuộc tấn công trả đũa định kỳ đã dừng lại sau các cuộc không kích dữ dội của Mỹ vào các mục tiêu mà họ cho rằng liên quan đến Iran vào hồi đầu tháng 2. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau một cuộc tấn công khác vào cuối tuần qua, trong đó tên lửa được bắn từ miền Bắc Iraq vào một căn cứ ở Syria, nơi có lực lượng của liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức cực đoan quốc tế nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Phần lớn các cuộc tấn công được thực hiện bởi lực lượng kháng chiến hồi giáo ở Iraq, một liên minh lỏng lẻo gồm các nhóm thân Iran bất bình trước sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel. Liên quan tình hình Đông Âu, trang Aviobro dẫn nguồn tin từ văn phòng tổng thống cho biết cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny đã bị cơ quan an ninh Ukraine SBU bắt giữ. Theo trang này, vụ bắt giữ liên quan đến tình hình an ninh trong nước vì văn phòng tổng thống lo ngại có thể xảy ra một cuộc đảo chính. Chính văn phòng tổng thống Andrea Amak được cho là đã yêu cầu SBU buộc ông Zaluzny phải công khai đồng ý việc được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Anh để ngăn chặn những tham vọng chính trị có thể có trong tương lai. Việc ông Zaluzny từ chức tổng tư lệnh được tổng thống Zelensky thông báo vào ngày 8 tháng 2. Lý do được đưa ra là ông Zaluzny không đủ sức khỏe để tiếp tục đảm nhiệm vị trí lãnh đạo quân đội. Một ngày sau, ông Zelensky trao cho ông Zaluzny huân chương cao quý nhất là anh hùng Ukraine, và một tháng sau, tiến cử ông đến London làm đại sứ. Thông tin về việc ông Zaluzny bị bắt giữ hiện chưa được xác nhận. Nhưng ngày 23 tháng 4, ông Mikhail Boroyak, cố vấn chánh văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, Vương quốc Anh đã chính thức phê chuẩn đề cử ông Zaluzny làm đại sứ Ukraine tại London. Ông ấy sẽ là đại sứ sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục của Bộ Ngoại giao, ông Boroyak nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Kiev 24. Trong khi đó, truyền thông địa phương dẫn thông cáo của Ủy ban điều tra Nga ngày 23 tháng 4 cho biết, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov đã bị bắt vì nghi vấn nhận hối lộ quy mô lớn. Ủy ban này không cung cấp thêm chi tiết vụ việc. Theo điều khoản liên quan trong Bộ Luật Hình sự Nga được Ủy ban trích dẫn, những khoản nhận hối lộ ít nhất là 1 triệu rúp khoảng tương đương 10.500 đô la. Nếu bị kết tội, ông Ivanov có thể phải đối mặt với án tù 15 năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã được thông báo về việc bắt giữ ông Ivanov. Trước đó cùng ngày, ông Ivanov vẫn tham gia một cuộc họp cấp bộ trưởng mở rộng do Bộ trưởng Shoigu chủ trì với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao và chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga. Ông Ivanov từ lâu đã tham gia vào lĩnh vực năng lượng và xây dựng của đất nước, đồng thời từng làm việc tại một số công ty nhà nước nổi tiếng. Ông lãnh đạo một công ty thầu xây dựng quân sự Oboronstroy, một công ty có mục đích chính là xây dựng nhà ở cho quân nhân từ năm 2013 đến năm 2016. Sau đó ông được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại, nơi ông giám sát việc xây dựng quân sự trong Bộ Quốc phòng Nga. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, ông Ivanov được cho là phụ trách các dự án xây dựng tại Mariupol, thành phố mà Nga giành kiểm soát ở Ukraine. Tướng về hưu của Pháp Dominic de mới đây đã tuyên bố rằng vào cuối năm nay, Ukraine sẽ ký mọi thứ Nga yêu cầu sau khi bị Mỹ và châu Âu bỏ rơi. Theo đó, viên tướng về hưu của Pháp nói rằng, với cục diện thất bại liên tiếp hiện đang diễn ra trên chiến trường, lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến gần đến thảm họa hơn bao giờ hết. Tất cả các đồng minh châu Âu và Mỹ đều không thể đảm bảo chiến thắng cho Kiev trong cuộc xung đột với Moskva. Ông Dominic Delavad nhận định rằng, cuộc chiến rồi sẽ kết thúc, các cuộc đàm phán hòa bình chắc chắn sẽ diễn ra. Nhưng tại đó, Ukraine sẽ chỉ ký những gì Nga yêu cầu. Viên tướng này chỉ rõ, hiện nay cuộc xung đột đang không có lợi cho Ukraine, bất kể Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang nói gì. Nga gần đây đã mạnh lên đáng kể và tiếp tục tăng cường năng lực quân sự, trong khi Kyiv đang ngày một phàn nàn nhiều hơn. Còn các đồng minh phương Tây đang bất đồng quan điểm về cuộc chiến và tập trung vào các mối quan tâm khác, chẳng hạn như Israel hay Trung Quốc, nên không thể hỗ trợ quân đội Ukraine trong những tháng gần đây quân đội nga đã tiến một cách mạnh mẽ ở hầu như toàn bộ các mặt trận rõ ràng là họ đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mà lực lượng vũ trang ukraine không có gì để đáp trả theo vị tướng này bộ chỉ huy nga đang chờ thời điểm địa chính trị thuận tiện để tấn công bằng toàn bộ lực lượng tích lũy được điều này không chỉ dẫn đến thất bại của ukraine mà còn dẫn đến các vấn đề kinh tế ở châu âu ông dominic jellavat dự đoán đến cuối năm nay, Ukraine sẽ mất mát rất nhiều nếu vẫn tồn tại như một nhà nước. Tôi nghĩ mọi thứ đang dần tiến tới thảm họa. Lực lượng Ukraine đang rút lui khắp nơi. Trong khi quân đội Nga đã tạo ra một mặt trận rất rộng lớn và phức tạp, Kyiv hiện đang thua ở mọi nơi và Moscow đang tiến lên từng ngày trên toàn bộ chiến tuyến ở Donbass và một phần ở những nơi khác. Vị tướng này đưa ra một nhận định gây sốc đối với Kiev và các đối tác phương Tây rằng chính Ukraine sẽ yêu cầu đàm phán trong năm nay hoặc đầu năm sau và sẽ buộc phải ký mọi thứ mà Nga yêu cầu. Ông Delavac còn đưa ra một triển vọng u ám rằng Kiev sẽ không còn hy vọng gì vào châu Âu. Nước này đang rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Sự tàn phá từ cuộc chiến này sẽ dẫn đến thực tế là Ukraine sẽ không còn được châu Âu quan tâm tướng Pháp khẳng định, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong năm nay hoặc đầu năm sau và Kiev sẽ không có quyền quyết định những vấn đề này nữa. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ký những gì Moscow yêu cầu. Ngày 23 tháng 4, người phát ngôn nhóm lực lượng Cortesia của Ukraine, Naza Voloshin cho biết, các lực lượng Nga đang triển khai vũ khí hóa học nhằm nỗ lực chiếm làng Ocheritin ở miền đông Donetsk. Đô Nga đã chiếm được một số tòa nhà và phần phía nam của Ocherytyn. Tuy nhiên, Kiev nói thêm rằng phần lớn ngôi làng vẫn nằm trong tay lực lượng Ukraine và tình hình đã được kiểm soát. Trong một bài đăng trên Telegram, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang khu vực Ukraine thừa nhận tình hình rất khó khăn. Họ cho biết Nga đang sử dụng toàn bộ kho vũ khí, bao gồm cả chất độc hóa học, để tấn công các vị trí của Ukraine. Ông Voloshin không nêu rõ loại hóa chất nào đang được triển khai, nhưng hàng trăm trường hợp sử dụng lựu đạn gây ngạt thở và hơi cay được thả từ máy bay không người lái đã được ghi nhận kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Thậm chí, số vụ tấn công bằng hóa học đã tăng lên đáng kể trong năm 2024. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ngày 23 tháng 12 cho biết, chính các đơn vị bộ binh hải quân Nga đã xác nhận họ đang sử dụng vũ khí hóa học bị cấm tại làng Krinky, cách Kherson 30 km về phía đông bắc. Các loại khí kiểm soát như hơi cay được phân loại là vũ khí hóa học khi được triển khai trên chiến trường và do đó bị cấm trong chiến tranh theo Nghị định thư Geneva năm 1925. Ocheritin là một ngôi làng cách Chachivya khoảng 50 km về phía nam. Thị trấn Ukraine hiện là trung tâm của nỗ lực quân sự của Nga nhằm chiếm thêm lãnh thổ ở tỉnh Donetsk. Trong cuộc phỏng vấn với NBC News đăng ngày 21 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga sẽ nỗ lực chiếm Trasivya trước ngày 9 tháng 5. Đây là dịp Nga kỷ niệm ngày chiến thắng, một ngày lễ quân sự đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước quân đội Đức trong Thế chiến thứ hai ở diễn biến khác, Mỹ và Nga dự kiến sẽ đối mặt tại Liên Hợp Quốc trong hôm nay, 24 tháng 4, khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu nghị quyết kêu gọi các nước không chạy đua vũ trang không gian. hãng tin Reuters dẫn lời một số nhà ngoại giao cho biết, Nga dự kiến sẽ chặn nghị quyết này. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield và Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc Yamayaki Yayuyuki ra tuyên bố chung rằng họ đã đàm phán với các thành viên Hội đồng Bảo an về văn bản dự thảo trong 6 tuần qua. Văn bản khẳng định, Nghĩa vụ của các quốc gia phải tuân thủ hiệp ước ngoài không gian và kêu gọi các nước đóng góp tích cực vào mục tiêu sử dụng không gian một cách hòa bình và ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian. Hiệp ước Ngoài Không gian năm 1967 cấm các bên ký kết, trong đó có Nga và Mỹ đặt vào quỹ đạo quanh trái đất bất kỳ vật thể nào mang vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác. Nga và Trung Quốc đang thúc đẩy Liên Hợp Quốc bỏ phiếu sửa đổi hiệp ước này. Trong đó có thể đưa ra đề xuất năm 2008 của hai nước này về việc bất kỳ loại vũ khí nào ngoài không gian và các mối đe dọa hoặc đang sử dụng vũ lực chống lại các vật thể ngoài không gian. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng bởi mỗi sửa đổi và dự thảo nghị quyết đều yêu cầu ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có sự phủ quyết nào của Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh hoặc Pháp để được thông qua. Nếu không có sự sửa đổi của chúng tôi, dựa trên nghị quyết của Đại hội đồng được thông qua vào tháng 12 năm 2023, văn bản do Mỹ đưa ra sẽ không cân bằng, có hại và bị chính trị hóa. Hãng tin Reuters dẫn lời phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nói. Ông Polyansky cho biết, tất cả các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này phải được xem xét bởi toàn bộ thành viên của các quốc gia thành viên của Hiệp ước nói trên, chứ không phải chỉ bởi các thành viên của Hội đồng Bảo an. Một số nguồn tin cho biết, các quan chức tình báo Mỹ tin rằng Nga có thể chế tạo bom hạt nhân đặt trên không gian mà nếu phát nổ sẽ tạo ra bức xạ điện làm vô hiệu hóa mạng lưới vệ tinh. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng của Mỹ John Kirby, Nga vẫn chưa triển khai loại vũ khí như vậy. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 2 năm 2024 cho biết, Moscow phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Trong một nỗ lực nhằm tăng cường năng lực, không quân Ấn Độ đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo từ trên không có tầm bắn hơn 250 km. The Times of India ngày 23 tháng 4 đưa tin, tên lửa đạn đạo không đối đất này có tên Crystal Maze 2, có nguồn gốc từ Israel, còn được gọi là Rocks. Các nguồn tin cấp cao của Cơ quan An ninh Quốc gia Ấn Độ cho hay, vụ thử nghiệm được tiến hành trên quần đảo Andaman và Nicobar vào tuần trước và từ máy bay tiêm kích Su-30 MKI. Sau khi được phóng, tên lửa Crystal Maze 2 đã bay lên trên và sau đó di chuyển về phía mục tiêu với tốc độ cao. Crystal Maze 2 hoàn toàn khác với Crystal Maze 1, được không quân Ấn Độ mua từ Israel từ lâu. Crystal Maze 2 là tên lửa không đối đất tầm xa mở rộng, được lên kế hoạch sử dụng để tấn công các mục tiêu cố định và di chuyển có giá trị cao như radar tầm xa hay hệ thống phòng không của đối thủ. Tên lửa này được cho là có hiệu quả chống lại các mục tiêu trong môi trường không có GPS, giống như môi trường mà Ấn Độ phải đối mặt trong chiến tranh Kargil. Bên cạnh đó, tên lửa này còn có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu ngay cả ở những khu vực được hệ thống phòng không bảo vệ. Không quân Ấn Độ đang lên kế hoạch mua số lượng lớn từ tên lửa của Israel thông qua sáng kiến Make in India. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm nay, ngày 24 tháng 4 đưa tin, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, nước này sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự áp đảo và mạnh nhất để bảo vệ chủ quyền và hòa bình khu vực. Bà Kim Jo Jong cho biết, một loạt cuộc tập trận bắn đạn thật gần đây của quân đội Mỹ với Hàn Quốc đang đẩy môi trường an ninh khu vực vào tình trạng hỗn loạn nguy hiểm. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành một loạt cuộc tập trận với quy mô và cường độ lớn hơn trong những tháng gần đây, theo cam kết của lãnh đạo hai nước, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng trước các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Theo quân đội Hàn Quốc, khoảng 100 máy bay quân sự đã tiến hành cuộc tập trận trên không kéo dài 2 tuần trong tháng này. Triều Tiên nói rằng các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại nước này. Ở phía ngược lại, Washington và Seoul cho biết việc tập trận chỉ mang tính chất phòng thủ. Bắc Kinh ngày 23 tháng 4 tuyên bố rằng các vụ bắt giữ và buộc tội ở Đức và Anh đối với những người bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc là một nỗ lực nhằm bôi nhọ và đàn áp. Trước đó, ngày 22 tháng 4, cơ quan chức năng Đức đã bắt giữ ba công dân nước này vì nghi ngờ chia sẻ thông tin về công nghệ hàng hải. Ba người với danh tính được tiết lộ một phần là Herwig F, Ina F và Thomas R bị cáo buộc tham gia dự án thu thập thông tin do các cơ quan nhà nước Trung Quốc tài trợ và xuất khẩu trái phép thiết bị laser sang Trung Quốc cùng ngay tại Anh, hai người đàn ông bị buộc tội giao các bài báo, ghi chú tài liệu hoặc thông tin cho Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023. Cảnh sát cho biết danh tính hai người này là Christopher Berry, 32 tuổi và Christopher Cash, 29 tuổi, trước đây từng làm việc tại Quốc hội Anh với tư cách nhà nghiên cứu. Ngày 23 tháng 4, các công tố viên Đức cho biết một cá nhân khác là trợ lý của một chính trị gia cực hữu người Đức sẽ tham gia cuộc bầu cử của Liên minh châu Âu vào tháng 6 tới, bị bắt vì nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc. Trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã lên tiếng về những cáo buộc này. Các báo cáo gần đây về cái gọi là hoạt động gián điệp của Trung Quốc ở châu Âu đều bị cường điệu hóa nhằm mục đích bôi nhọ và đàn áp Trung Quốc. Ông Uông nói Chúng tôi kiên quyết phản đối sự cường điệu như vậy và kêu gọi các bên liên quan ngừng lan truyền thông tin sai lệch về cái gọi là mối đe dọa gián điệp Trung Quốc, chấm dứt thao túng chính trị và phỉ bán ác ý chống lại Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố. Một nguồn tin trực tuyến và các cổng thông tin địa phương của Armenia đưa tin – những người biểu tình ở Armenia phản đối việc phân định biên giới với Azerbaijan, lại đang cố gắng chặn con đường dẫn đến trạm kiểm soát ở biên giới với Georgia. Theo một đoạn video được công bố, những người biểu tình đứng gần khu vực đường cao tốc đã bị cảnh sát bao vây. Lực lượng an ninh cảnh báo họ sẽ không cho phép những người biểu tình chặn con đường dẫn đến trạm kiểm soát ở biên giới với Georgia. Trong số những người tham gia biểu tình có Đức Tổng Giám mục Bagrat gastandjian người đứng đầu giáo phận tavush của Giáo hội Tông đồ Armenia. Những người biểu tình ở Armenia đã chặn đường có tốc dẫn đến Georgia ở vùng tavush kể từ ngày 20 tháng 4. Họ yêu cầu dừng quá trình phân định và chuyển giao lãnh thổ biên giới cho Azerbaijan. Ngày 23 tháng 4, hai nước thông báo bắt đầu công tác phân định biên giới trên thực tế trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ. Vào giữa tháng 3, thủ tướng Armenia Pashinyan cho biết, việc giải quyết tranh chấp biên giới còn lại sẽ giúp hai nước tránh được một cuộc xung đột mới. Tuần trước, hai bên đã xác nhận sẽ thúc đẩy phân định biên giới trong khu vực các ngôi làng có tranh chấp dựa vào các bản đồ dưới thời Liên Xô trước đây. Phía Azerbaijan cho biết, các nhóm chuyên gia đang tiến hành xác định các tọa độ dựa trên nguyên tắc trắc địa địa hình. Kính thưa quý vị, tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.